Dạ vâng ạ. Em Huy xin kính chào đến toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị hàng bãi B52 Audio các bác nhé. Vâng, thì lời đầu tiên cũng như đầu tất cả các buổi video các tôi, thật lòng mà nói em cũng không biết nói gì hơn. Cho em gửi lời hỏi thăm tới toàn thể các bác thật nhiều sức khỏe các bác ạ. Các bác thật nhiều sức khỏe thì em vui rồi. Các bác đi làm có tiền, các bác được kiếm được nhiều tiền, các bác có nhu cầu giải trí, âm thanh, nhưng tất cả thiết bị hàng bãi thì các bác ủng hộ em các bác nhé. Và những bộ dàn hát gia đình, và những bộ dàn kẹo kéo ở trong miền Nam, và những bộ dàn mà các bác đi làm xô để kiếm tiền thì các bác nhớ ủng hộ em các bác nhé. Thì em xin phép các bác, mấy ngày hôm nay em lên cho các bác tất cả các dòng loa rồi, RCF rồi là 30, 40 rồi là 25, rất chi là nhiều rồi. Để các bác ủng hộ em, tin tưởng ủng hộ rất chi là nhiệt tình. Em cảm ơn tất cả các bác. Và hôm nay em sẽ lên cho các bác một lô súp. Các bác, súp này các bác đã thấy được đánh giá, đã được khủng long bạo chúa chưa các bác nhé. Thì để cho em sẽ đi vào chi tiết với các bác luôn. Cái súp này thì sử dụng từ của nó từ 28 các bác nhé, 28. Côn của nó là, côn của nó sử dụng là côn 151 các bác nhé, và màng của nó là màng carbon. Thì em về em đã vệ sinh hết ra đây, đơn đặt hàng của em đã đặt cọc giữ hàng, em có hỗ trợ với các bác giữ hàng. Các bác thích rồi, các bác chưa có nhu cầu lấy, hoặc các bác chưa đủ điều kiện lấy, em có nhu cầu hỗ trợ cho các bác giữ hàng thì các bác phải cọc cho em các bác nhé. Thì đây là cái bát của nó từ 28, các bác thích khủng long chưa? Từ 28, côn 151, và xương của nó đây các bác. Xương của nó sử dụng là xương kép, các bác gọi là xương đa chấu cũng được các bác nhé. Và côn của nó đây các bác, em review sản phẩm không được hay, nhưng em sẽ chi tiết cho các bác. Các bác thấy không ạ? Côn của nó sử dụng côn 51, côn 151, xin lỗi các bác, côn 151. Và màng của nó là màng carbon, màng carbon, màng dập nhiều sóng các bác ạ. Thì đối với cả tất cả các dòng súp mà màng của nó dập nhiều sóng như này thì tiếng súp của nó, tiếng của nó ra rất chi là sâu, và sử dụng nguyên ba sóng thì sâu, tiếng mềm các bác nhé. Các bác nhìn này, đẹp cực kỳ cho các bác. Và đây, và đây là cái thùng của nó, đây cái thùng của nó còn cực kỳ mới, bông tiêu âm còn cực kỳ mới các bác nhé. Đó, rất chi là đẹp. Và em tâm đắc cái lô súp này, nó đã đẹp khủng rồi mà những cái form dáng thùng của nó, cái form dáng thùng của nó còn rất chi là đẹp các bác nhé. Họ thiết kế cái thùng của nó rất chi là gọn, để cho các bác chơi gia đình những phòng lớn và các bác đi làm sự kiện thì nó rất chi là gọn, để cho các bác dễ bề đi di chuyển các bác nhé. Đây là cái thùng của nó, em đây các bác, em đã lắp sẵn vào đây đó các bác nhé. Đó, e căng của nó đây, e căng của nó cực kỳ đẹp cho các bác, chắc chắn đẹp cho các bác. Model tên e của em nó là BRE các bác nhé, BRE. Và em cho các bác đi xem vài cái model của nó đây các bác nhé. Cái model của nó là ES118 các bác nhé. Đó, BRE, tem mác của nó còn đầy đủ cho các bác ạ, cực kỳ xịn các bác nhé. Đó, và thùng của nó rất chi là gọn. Vâng, các bác nhé. Và các bác, em cũng cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ em rất chi là nhiều về mua sắm. Các bác tin tưởng ủng hộ em thì em cảm ơn tất cả các bác nhé. Đây, hàng hôm nay chiều nay em lại tiếp tục đóng đi những loa RCF và những bộ dàn các bác nhé. Và đây là những bộ dàn đây các bác. Đó, đây là những bộ dàn của loa 40H Audio. Đó, em đang đóng đây. Em chiều nay em phải đóng 3 bộ đi. Thì ngày nay em gửi 2 xe, một là bên Viettel, hai là bên Bưu điện, chiều Bưu điện và sáng Viettel. Vâng, các bác nhé. Thì cuối video rồi, em cũng không còn gì nữa. Và em chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác nhớ ủng hộ cho em bằng những nút like, hoặc các bác chưa có yêu cầu mua sắm thì các bác quý em, thì các bác đang theo dõi kênh của em thì các bác nhớ ủng hộ em bằng những nút like, và đồng thời là các bác có thể góp ý cho em để em hoàn thiện bản thân. Thì em sẽ là một cái đơn vị, hứa với các bác là một cái đơn vị bán hàng uy tín trên toàn quốc để cho các bác tự tin mua sắm các bác nhé. Và em chào và hẹn gặp lại các bác ở trưa ngày mai các bác nhé. Và em chào và hẹn gặp lại ạ.